Làm về heo thi mà lại đi ăn gà rán với cả mì thế này thì có mà phản tác dụng. Ơ kìa, nhưng mà nếu mà gà rán với cả mì làm theo phiên bản heo thiên một chút thì liệu bạn có muốn thử một lần không? Tôi mới phát hiện ra quán JF heo thi này chuyên bán đồ fast food theo phiên bản heo thi nên là tò mò quá, phải mua về ăn thử xem sao. Menu thì đa dạng lắm nhưng mà tôi quyết định thử mì tương đen này, gà sốt cay ngọt Hàn Quốc, gà rán sốt mật ong và mì ý sốt kem bí đỏ. Quán có tặng kèm cả Coca Light không calo để ăn kèm gà cho nó chuẩn sách giáo khoa cơ. Nghe cứ sai sai đúng không, nhưng mà xem đi rồi biết nha. Thử món gà rán sốt cay ngọt đầu tiên đi, tôi hào hứng với món này nhất luôn ấy. Gà được bọc bằng bột yến mạch và nướng nồi trên không dầu chứ không rán đâu nhá. Suất này thì khoảng 500 calo cho hai người ăn, có mix thêm tóc khoai lang để ăn kèm nữa. Tiếp theo là gà rán sốt mật ong, calo thì cũng tương tự. Ở đây họ dùng ức gà không da luôn nhá, được tẩm bằng một lớp yến mạch khá là mỏng chứ không hề bị dày bột. Điểm đặc biệt là sốt họ cũng đều làm từ các nguyên liệu ăn kiêng như là đường không calo, tương ớt không calo, mật ong vân vân. Còn món mì tương đen này thì họ không sử dụng sợi mì Hàn đâu mà là sử dụng sợi mì hấp không chiên. Điểm cộng là ít calo nhưng điểm trừ là sợi không được dai cho lắm. Ăn kèm thì có thêm xúc xích ức gà nấm hương. Cuối cùng cái món mà mình mong chờ nhất là mì ý sốt kem bí đỏ. Topping ăn kèm có miếng ức gà to chà bá phủ một lớp phô mai cheddar. Món này theo khẩu vị của mình thì là ngon đỉnh luôn mọi người ạ. Mì 100% nguyên cám nhưng ăn vẫn ngon như mì thường, sốt đậm vị bí đỏ và không bị quá ngấy hay là mặn đâu. Và tất nhiên là một mình thì không thể ăn hết tất cả rồi. Có cả ông chồng mình ăn cùng nhưng mà hai người cũng không ăn hết nổi vì rất là nhiều. Thỉnh thoảng cuối tuần thì mình cũng sẽ tự thưởng cho bản thân những món ăn mà mình thích như thế này để tinh thần không bị áp lực mà còn lạc quan để sống healthy được lâu dài.